Có chuyện gì mà thấy hai cha con không vui vậy? Không có gì đâu má, chỉ tại công việc mới con chưa quen nên bị ba la. Tính tình ba con gần đây lạ lùng lắm, đôi khi chính má cũng không hiểu nổi. Như hôm qua nhân dịp ba nói về công việc mới của con ở bệnh viện, má có đề nghị nhà mình làm một bữa tiệc mừng cho con. Má cũng muốn làm kha khá một chút để mời một số người quen biết của ba, của má tới chung vui. Vậy mà ba con quát tháo sùm, làm như trái nhà tới nơi vậy đó. Con học hành đỗ đạt là điều cha mẹ vui mừng biết mấy. Vậy mà nói cái gì ổng cũng viện lý do này nọ, cứ quyết không cho mở tiệc, không cho mời khách khứa. Má phải thuận theo ổng là làm bữa cơm gia đình thôi. Biết vậy là thiệt thòi cho con. Không sao đâu má, tối nay con cũng có hẹn gặp mặt những người bạn cũ của con ở bên ngoài rồi. Ủa anh Kha tới hồi nào vậy má? Nó cũng vừa mới đến khoảng 5-10 phút. Chào bác. Rượu ngon, bác đây dặn. Khui đi. Dạ. Má mời anh Kha hả má? Ba con gọi điện cho nó tới đó. Con mệt quá à. Con lên lầu nghe má. Ừ, con lên sửa soạn đi rồi xuống ăn cơm nha. Dạ. Chiều sau buổi họp giao ban, bác sĩ giám đốc có hỏi thăm về cháu, có vẻ ông ta quan tâm nhiều đến cháu, mà bác á cũng có nói với ông ta để ông ta hiểu rõ thêm về cháu. Yeah. Hình như ông ta muốn giao cho cháu một việc gì đó quan trọng thì phải. Dạ. Yeah, cảm ơn bác. Cháu cũng cố gắng rất nhiều, nhưng vì công việc ở bệnh viện nhiều quá nên đôi khi cháu cũng sơ suất. Có gì đâu, ai mà không trải qua cái giai đoạn khó khăn đó. Có trách là trách bác đây nè. Bác đã giao một cái công việc nặng nề như một bác sĩ trưởng khoa vào tay một bác sĩ trẻ như cháu. Ừ? Nhưng mà bác á, bác có lý do riêng của bác. Bác muốn cháu phải sớm tự khẳng định khả năng của mình. Ừ? Yeah. Dạ, cháu cũng biết. Bác cũng đừng đỡ cháu nhiều lắm. Nếu không thì... Thôi, không nói năng khách sáo vậy nữa. Ta nói về khía cạnh gia đình đi. Khánh Phương nó có việc làm, là điều bác vừa mừng lại vừa lo. Cái mừng thì dễ hiểu thôi, nhìn nó mặc y phục bác sĩ bác cảm thấy tự hào lắm. Nhưng mà cái lo thì cũng vô cùng. Yeah. Cháu thấy Khánh Phương có bản lĩnh giao tiếp và nghề nghiệp cũng vững vàng, xin bác đừng quá lo lắng như vậy. Bác biết chứ, nhưng trong cuộc sống nhiều phức tạp quá, bác thấy lo cho Khánh Phương lắm. Vì vậy đúng ra trong quy định cha con không được làm chung một khoa, nhưng bác đã cố vận động để nó tạm thời thử việc ở đây một thời gian. Như vậy bác mới có dịp gần gũi tiếp xúc để giúp đỡ nó. Dạ, cháu hiểu ý bác. Cháu cũng sẽ để ý tới Khánh Phương nhiều hơn. Bác cứ yên tâm. Cảm ơn cháu. Ở tuổi này Khánh Phương nó nhận định việc gì cũng phiến diện và cho rằng mình là người đúng, cho nên cháu phải quan tâm nhiều đến nó, từ nghiệp vụ đến giao tiếp, kể cả những mối quan hệ ngoài công việc. Cháu phải biết nó nghĩ gì, cần gì và sẽ làm gì. Vì ngoài gia đình ra chỉ có cháu là người nó tin tưởng thôi. Cháu hiểu không? Yeah.
đâu đi. Rồi khi nào tôi giá máy ông nhớ tới liền nha. Được rồi, bà cứ thoải mái đi, tôi gần đi thôi. Ê, nè bà xuống. Gì? Bà có mang bản nhạc của tôi đi không vậy? Có mà, tôi để trong túi đó. Chờ lâu chưa bộ? Tao biết thân phận tao rồi, tao không phải là người quan trọng nên đâu dám tới trễ. Gì? Ê, mày chữ xiên chữ xéo tao hả? Mày trễ hẹn ít nên tao chữ xiên thôi. Chờ nhân vật chính hôm nay tới, tao chữ xéo cho mà coi. Ủa? Tao cứ tưởng tao là đứa trẻ nhất trong nhóm mình, không ngờ có đứa trẻ hơn nữa. Ờ, à, nhưng mà sao mày không gọi điện thoại coi nhỏ bác sĩ đó đang ở đâu? Thưa chị dùng gì? Như cũ nha. Dạ. Alo. Alo. Tao đang kẹt ở nhà nè. Ba má đang chờ tao xuống ăn cơm chung. Tụi bay ở đó chờ tao một chút đi. Tao xuống trình diện rồi tìm cách chuông. Bà này thiệt tình, bản nhạc công sức của người ta mà bà coi như giấy dụng vậy. Ê! Anh Sang! Cái xe cái gì vậy mày? Tí nữa em cho anh về chung luôn ha. Xin lỗi anh, em lỡ tay. Bắt ngủ gì đi đâu hỏi con kia. Dạ em xin lỗi. Xin lỗi cháu, em nó sơ ý quá. Để tôi lau cho. Lau cái gì? Bà có biết đây là vỉa hè để đi lại không? Tôi biết chứ. Biết thì lo mà dẹp đi. Không lo dẹp đi thì bà biết tay tôi. Tôi xin lỗi mà cháu, tụi tôi sai rồi. Nhưng mà cháu đừng báo mấy ổng dẹp buôn bán, tội tụi tôi lắm. Mẹ con bà dám giỡn mặt với tụi tôi là tiêu bà rồi. Cho cô xin lỗi mà cháu. Hai cô cháu gì chứ bà? Mày nhìn tao đó hả? Mày muốn gì? Anh Sơn! Anh Sơn! Anh không thể chịu được.
giờ đánh nhau nữa nha. Em sợ lắm. Dạ. Sau nhiều năm ba mẹ chờ đợi thì ngày hôm nay cũng đã được đền đáp. Ba muốn có một bữa cơm gia đình với nhau. Hôm nay ba có mời thêm anh Kha. Dạ. Vì thời gian qua Kha đã thay ba giúp con trong suốt quá trình học hành. Ba mong rằng các con phải cố gắng làm việc với nhau thật tốt. Hả ba? Con xin cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng và dạy dỗ con. Em cảm ơn anh Kha đã giúp em rất nhiều trong thời gian qua. Mời Kha, mời Kha. Dạ. Con cháu mời hai bác. Xin lỗi. Thật tình em cũng không biết ba mẹ em có tổ chức một bữa cơm trong gia đình như vậy. Cho nên hồi chiều em đã không mời anh. Không có gì. Anh biết bác trai muốn dành sự bất ngờ cho em nên bác không cho biết trước. Lúc vừa nói chuyện với em xong, ba em đã gọi cho anh. Khánh Phương nè, em còn nhớ thời còn là sinh viên, có lần anh ngỏ lời xin cưới em. Em có nói rằng hãy chờ ngày em ra trường em sẽ trả lời. Và anh đã chờ đợi điều này rất lâu rồi. Vậy hôm nay anh có thể hỏi lại câu hỏi của nhiều năm trước. Em hãy làm vợ anh nghe. Nếu em đồng ý, trong tuần này anh sẽ nhờ ba mẹ anh qua thưa chuyện với hai bác. Được không em? Anh Kha à, thật ra em cũng đã suy nghĩ nhiều đến chuyện này. Con gái thì chỉ ước mơ một cuộc sống hạnh phúc với người chồng. Nhưng hiện nay em phải tập trung cho công việc còn quá mới mẻ này. Em cần có thời gian để làm quen. Anh hãy thông cảm cho em. Em sẽ trả lời anh khi có thể. Anh nghĩ sau khi tụi mình cưới nhau xong thì càng tiện cho công việc, có sao đâu. Trước đây em cũng suy nghĩ như vậy. Nhưng thực tế cho em thấy không thể cùng một lúc mà mình muốn nhiều thứ được. Và thật là khó khi phải chọn lựa giữa công việc và gia đình. Có ai bắt buộc em phải chọn lựa đâu. Em vẫn thấy rất nhiều người họ vẫn thành đạt trên cả hai phương diện đó sao? Họ là họ, còn em là em. Em chưa bao giờ dám so sánh mình với ai hết. Xin hãy cho em một thời gian nữa, được không anh? Thôi được, nếu em đã muốn như vậy thì anh cũng chỉ biết chờ đợi thôi. Cảm ơn anh.
Ông không thấy tội nghiệp con gái mình hay sao? Cái gì? Ngày hôm nay là ngày vui của nó. Ông không cho mời bạn bè thân thuộc của mình thì thôi, nhưng bạn bè của nó ông cũng không cho mời. Nhìn con nhỏ buồn hiu, đứt cả ruột. Bộ bà tưởng tôi không thấy hay sao? Nhưng mà rồi mình tổ chức rườm rà quá đó, rồi hàng xóm người ta dị nghị này nó không hay đâu bà ơi. Mình làm gì sai phạm đâu mà mình phải sợ. Không lý tổ chức cho con một bữa tiệc mừng mà phạm pháp sao? Sống cái kiểu gì mà lúc nào cũng lo sợ như ông thì làm sao mà sống nổi không biết nữa. Không phải là sợ, mà mình có làm cái gì đâu mà phải sợ chứ. Bà có thấy á, từ khi mình về ở đây tới bây giờ, chung quanh hàng xóm người ta rất yên tĩnh, không có ai làm phiền tới ai hết. Tôi sợ rồi bây giờ mình bày ra rình rang này nọ, rồi mang tiếng, người ta nói này nói nọ, bà hiểu không? Mình muốn vậy thì tôi nghe vậy, chứ mình xử sự như vậy thì không công bằng với con cái đâu. Ở nhà của mình mà ông cứ lo sợ hết điều này đến điều nọ thì vô rừng mà ở đó cho khỏi phiền ai hết. Thiên Cương, phải không?
mà lại nhìn say đắm nữa chứ. Sao, có đẹp không cưng? Nhìn phía sau lưng cũng hấp dẫn lắm chứ ha. Điện thoại của mày dư tiền quá hả con quỷ? Đây là chuyện riêng của tao với thằng Nam, không dính tới tụi bay. Đừng có xí vô. Mày biết thế nào muốn thanh toán tao thì nói đi. Em đâu biết đâu. Thiệt không? Không biết. Tại sao xếp tao mày lại lũi như vậy? Dạ đâu có, em chỉ phản xạ thôi mà. Hồi nãy tới giờ mày biết luật chơi của tao là chứ gì? Dạ biết. Cái này dành cho những thằng phản bội. Em biết thiệt mà anh Sơn. Tha cho anh Sơn. Em biết thiệt mà anh Sơn. Anh Sơn, anh Sơn, đừng làm Sơn. Tụi bay làm gì không qua mắt được tao đâu. Nhưng nếu đâm thủng mắt mày, mày sẽ không tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu tao biết được mày có tham gia chuyện tối hôm qua, tao sẽ lấy hai con mắt của mày. Mày nhắn lại với tụi nó, nếu có đánh tao phải đánh cho chết, nếu đưa tao còn sống kẻ của chân. Dạ. Ê, mày muốn gì mà tới đây quậy hả Thái Sơn? Tao không quậy ai hết, chỉ nói chuyện với em út của mày thôi. Còn thằng này đã bỏ tao theo phò mày thì đừng để nó hư. Lo mày làm ăn đi, dính cho tao là không xong đâu. Mẹ nó, cái thằng này sắp hết thời rồi mà còn bày đặt nó dốc. Chị tìm Mỹ Hạnh phải không? Dạ. Chờ chị lâu quá, chị Mỹ Hạnh về rồi. Cảm ơn chị. Con này, bộ giận mình hay sao mà không chịu bắt máy? Dừng xe giùm em đi anh. Anh ơi, cho em gửi tiền. Tiền thối nè chị. Thôi khỏi thối. Dạ cảm ơn. Mày cứ theo dõi nó cho tao, bất kỳ nó đi đâu làm gì.
nó tên gì em quên rồi. Trời đất, cái thằng này mới đó mà đã quên. Tao nhờ mày làm gì nữa? Thì tật em nó vậy đó. Nó là thằng Nam, mày nhớ chưa? À, nhớ rồi. Nam, thằng Nam. Em định nói gì đại ca nói trước rồi. Ừ. Thằng Nam. Anh Khôi. Anh Khôi, anh không nhận ra em hả? Khánh Phương nè. Tôi không phải là Khôi. Tôi cũng không biết Khánh Phương nào hết. Cô nhìn sai người rồi. Không thể sai được. Có phải anh ở xóm 5 xã Kiến Quốc không? Tôi là Thế Sơn, ở thành phố này. Tôi cũng chẳng biết Kiến Quốc là cái quái gì nữa. Có phải anh là người sáng nay đến bệnh viện và nói chuyện với ba tôi không? Có. Nhưng cô là hình sự hả? Sao theo dõi tôi hoài vậy? Bệnh nhân thì phải đến bệnh viện chứ. Có gì đâu. Anh có quen với ba tôi nữa, là bác sĩ Phước Tấn. À, ông ấy là ân nhân của gia đình tôi. Ông đã cứu sống má tôi. Không phải vậy, anh là Khôi. Cái cô này. Tôi là Sơn, là Thế Sơn, cô nghe chưa? Tôi cần ngồi một mình, cô làm ơn đi giùm đi.
Anh Việt ơi, thấy có được không? Nhạc vậy tạm ổn rồi đó, chỉ cần chỉnh lý lại vài đoạn là được. Nhưng đây là ca khúc, ý và lời cũng quan trọng lắm. Nếu lời mà không hay, không ý vậy thì không thể ở lâu trong lòng khán giả đâu. Em cũng đã thử hát cho vài đứa bạn trong lớp em, tụi nó đều công nhận lời bài hát được lắm mà. Ừ, đó là những người bạn học, họ cảm nhận nhạc của cậu bằng tình bạn. Còn hiện nay cậu đang là người sáng tác thì phải tìm những người bạn yêu tiếng hát cho tác phẩm của mình. Có nghĩa là những người sẽ yêu thích bạn từ những âm hưởng phát ra trong bản nhạc, chứ không phải từ bục giảng. Như vậy là em phải viết lại lời bài hát hả? Chính xác. Tôi muốn hỏi anh một chút có được không? Có chuyện gì không chị Xuân? Anh nói tối nay có một vị khách mời, đúng không? Ừ, ông có đặt bàn trước mà. Ông ngồi ở đâu? Tôi không có thấy. Tôi cũng biết nữa, ông chỉ liên lạc qua điện thoại, cho nên ông đến hay không đến tôi cũng biết nữa. À, hay là Xuân cứ hỏi thử cách xưa coi. Cô ơi, cho tôi số điện thoại của họ được không cô? Dạ được. Họ gọi điện thoại hồi lại rồi và hứa sẽ chịu chi phí. Vậy họ có nói lý do không? Dạ không có. Em có biết mặt họ không? Họ có tới đây lần nào chưa? Dạ biết, người gọi điện thoại đến order cũng là khách quen ở đây mà. Ừ, vậy nếu như lần sau họ có tới, em báo cho chị biết nha. Dạ được ạ. À, mà người đặt có để họ tên gì lại không? Dạ có, hình như là đặt chỗ cho ông Huân. Ông Huân hả? Dạ. Ông Huân. Hỏi nó, chuyến vừa rồi nó có hài lòng không? Tha quên nì, nà bì hò, nì mãn gì mà? Bù hào. Nà bì hò, chân sư bù hào. Ông nói không tốt. Ông không có lời trong chuyến vừa rồi. Và cả những người chỉ huy của ông cũng không vừa ý chuyến hàng đó. Tiền nào của nấy, nó chi ra thì ít mà đòi hàng tốt, lấy đâu ra? Ông ta cũng biết như vậy. Trước khi trở lại gặp anh, ông còn biết giá cả đây có nhiều thay đổi. Món hủ tiếu mà ông thường ăn ở đầu đường cũng mới vừa tăng giá, cho nên ông muốn đề nghị một giá khác. Nói với nó, hàng bây giờ tìm đã khó rồi, vì báo chí cũng viết để cảnh giác rất nhiều, nên chính quyền cũng khó khăn hơn, nhất là các cửa khẩu và biên giới. Tao có thể cung cấp nhiều hơn số lượng nó cần, nhưng cứ mỗi hàng mới thì phải thêm 1.000 nữa mới được. Ta có thể cung ứng cho qua nị tờ yêu cầu, nhưng mỗi phê hoa nị yêu gia gửi ta 1.000 khoai trái có thể. Mày nói luôn với nó là nếu không chịu thì tìm nơi khác mà làm. Tao không làm công không cho nó nữa đâu. Chuyến vừa rồi tính ra không đủ cho đám đàn em nhậu một bữa cho ra trò nữa, thì làm gì? Đó là chưa đụng tới mấy thằng cớm. Anh Huân đừng nóng. Ông nói không biết, nên lần này ông cũng mang thêm tiền để bù thêm cho anh bị thiếu hụt đợt vừa rồi. Vậy là thằng này cũng biết điều. Hỏi thử đợt tới nó muốn gì. Ông nói lần này muốn làm theo cách khác. Phía bên anh phải cung cấp hình ảnh qua email, ưu tiên nhất là ca sĩ, vì nhu cầu về ca sĩ bên đó rất lớn. Ông biết bên anh có lò đào tạo. Nếu bên ổng chọn được một người của anh trong số hình ảnh anh gửi qua, anh nói giá nào, ổng sẽ trả theo giá đó, không mặc cả, vì ổng không mất gì hết. Người đã được chọn, bên đó sẽ chịu toàn bộ số tiền. Có nghĩa là nó định làm ăn theo kiểu có chọn lựa trước rồi mới đặt hàng chứ gì. Được, tao đồng ý. Tha thuận gì,
你跟你老大说，他真的很聪明，一说就懂。 Ông nói anh là người thông minh, nói một hiểu mười. Thông minh cái con mẹ. Tao nhìn cái bản mặt láu cá của nó là tao biết rồi. Hỏi nó, còn muốn nói thêm gì không? Ngày 2 giáo quân Samo, ổng có thêm một điều kiện. Nếu bên ổng đã chỉ định hàng rồi mà bên anh không thực hiện được hoặc không đúng theo hợp đồng thì ổng sẽ không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra sau đó. Mày dọa tao hả? No. Thôi, ý ông nói á, đây là chuyện tính trong chuyện làm ăn, chứ không ai dọa ai hết. Vì nếu á, bên anh không thực hiện được thì ổng sống bên đó cũng không yên thân. Nói với nó, nó muốn chơi tới đâu thì mười huân này sẽ chơi tới đó. Tha chẳng, nghĩa hoàng sông hoa giang, tha chưa phải chơi nhỉ. Phương ơi, để rồi nghe con. Dạ. Chào ba. Nè, hôm qua đi chơi hàng sao về tối vậy? Ba mẹ chờ không được phải đi ngủ trước. Lần sau có muốn đi đâu về trễ phải điện thoại về nhà cho biết, nghe chưa? Dạ con biết rồi. Ba ơi, hôm qua con có gặp bệnh nhân nam mà ba nói chuyện ở ngoài công viên của bệnh viện đó. Con gặp anh ta ở đâu mà sao con biết anh ta? Con cũng vô tình thấy ảnh ở ngoài công viên. Gặp anh ta con cứ tưởng là anh Khôi. Anh ta có nói gì với con không? Dạ anh ta nói tên ảnh là Thế Sơn chứ không phải là Khôi. Nhưng con thấy anh Thế Sơn này có gì lạ lắm. Anh ta như thế nào mà con cho là lạ? Con không giải thích được, nhưng khi nhìn vào mắt ảnh, hình như người này đang giấu giếm một điều gì đó. Ba thấy con nghĩ những chuyện tào lao như vậy là đủ rồi. Con nên nhớ thời gian này con đang thử việc, con nên tập trung làm tốt những việc được giao. Có chuyện gì trở ngại trong công việc thì hãy trao đổi với anh Kha. Con cũng biết tính của ba rồi đó. Ba có một nguyên tắc là trong cơ quan ba đều đối xử với mọi người như nhau. Nếu con không làm tốt công việc, ba cũng chiếu theo nội quy mà xử, rõ chưa? Dạ. Trong bệnh viện, mấy người nói ba là mặt sắt đen xì, nói gì làm nấy mà. Nhưng con gái của ba thì phải khác chứ, phải không ba? Con không nghe lời ba, cứ sao lãng công việc đi thì biết liền chứ gì. Đi thôi. Dạ. Ba ơi, con xin ba một việc này được không? Việc gì? Không được xin tiền nữa nghe chưa? Con đã có lương rồi. Con không xin tiền đâu, con cần một việc khác. Không xin tiền? Vậy thì việc gì mà có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Con xin ba từ ngày mai trở đi, ba cho con đi làm bằng xe máy của con được không? Tại sao? Ba thấy con đi chung với ba vừa tiết kiệm vừa tiện lợi. Con thích mình tự đi. Như vậy những đồng nghiệp trong bệnh viện họ thấy gần gũi hơn, họ không nói này nói nọ. Hơn nữa con còn có bạn bè riêng, không lẽ cứ phiền ba phải chờ hoài. Với lại ba quên là sắp tới con còn phải trực nữa sao? Thôi được rồi, đều là những lý do chính đáng cả. Nhưng mà con phải hứa với ba một việc. Việc gì? Ba cứ nói đi. Con phải hết lòng chỉ chuyên môn của bệnh viện, không được tò mò mà mó máy vào những chuyện không liên quan đến chuyên môn.
Nghe chưa? Ừ. Được mà ba, con hứa. Cảm ơn ba. Còn nữa, nếu đi phương tiện riêng, con cũng phải đến bệnh viện đúng giờ, được không? Dạ, thưa sếp, chắc chắn là như vậy.